Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Loan tin sai về dịch bạch hầu, một phụ nữ bị xử phạt. Ngày 9 tháng 7, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VTT, tên viết tắt, 39 tuổi, ngụ thị trấn Thắng, chủ tài khoản Facebook Thanh Văn, số tiền 5 triệu đồng do loan tin sai về dịch bạch hầu. Một ngày trước, khi các thông tin liên quan đến dịch bệnh bạch hầu là tâm điểm dư luận, thì Facebooker Thanh Văn đăng bài với nội dung: ngay lúc này tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu. Cô gái này đã di chuyển nhiều quán hát trên địa bàn huyện HH và sang Sóc Sơn, Hà Nội. Công an xác định, bài viết có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật và mời người này lên làm việc. VTT thừa nhận hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, hành vi của bản thân đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và tự gỡ bài viết sai sự thật, đính chính xin lỗi. Trong diễn biến mới nhất về dịch bệnh bạch hầu, sáng 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số 15 mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì có 8 mẫu âm tính, 7 mẫu còn lại chưa có kết quả. Dịch bệnh này được phát hiện khi một người ở Nghệ An tử vong, xác định do bệnh bạch hầu. Cô gái tử vong do bệnh bạch hầu, cách ly 7 ngày những người tiếp xúc gần. Tối ngày 8 tháng 7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, kết quả điều tra, xử lý, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bạch hầu tại xã Phà Đánh, huyện miền núi Kỳ Sơn đã ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan đến bệnh bạch hầu. Được biết, bệnh nhân là em BTC, tên viết tắt, 18 tuổi trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn. Đã có 119 người tiếp xúc được cách ly, theo dõi. Ngày 24 tháng 6, bệnh nhân C có biểu hiện sốt, ho, đau họng và tự đi mua thuốc Tây và cả thuốc Nam điều trị. Đến đêm ngày 30 tháng 6, em C được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và điều trị. Tại đây các y, bác sĩ chẩn đoán em C bị bệnh bạch hầu. Ngày 3 tháng 7, bệnh nhân C vẫn sốt 39 độ C, ho, đau rát họng nhiều, khàn tiếng, nói khó, nuốt đau, ăn uống kém, sưng hạch cốc hàm hai bên, sưng đau vùng cổ phải, ăn uống kém, không khó thở, niêm mạc họng loét đỏ sưng nề, nhiều tổ chức loét thâm, hoại tử, amidan to có giả mạc trắng bám amidan và lưỡi gà, dễ chảy máu. Ngày hôm sau, 4 tháng 7, bệnh nhân C được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Đến đêm ngày 4 tháng 7, gia đình bệnh nhân xin về với chẩn đoán lúc xuất viện, tình dục bạch hầu ác tính A36, biến chứng viêm cơ tim Y40 suy đa tạng T94.0. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 7, bệnh nhân C tử vong trên đường về nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ngay khi nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc bạch hầu, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhuộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, ngay trong đêm. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cử đội phản ứng nhanh lên huyện Kỳ Sơn tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu. Sau khi điều tra, ngành y tế đã xác định được 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C. Đây là 7 bạn là bạn cùng phòng tại ký túc xá với em C trước lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có em MTB và MTS, tên viết tắt, cùng 18 tuổi, đã di chuyển tới tỉnh Bắc Giang. Em B có tình trạng đau họng, sốt nhẹ đã được hướng dẫn khai báo y tế tại địa phương tạm trú. Kết quả xét nghiệm em B dương tính với bệnh bạch hầu. Tính đến nay đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo trạm y tế các xã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhằm phát hiện sớm và bệnh nghi mắc bạch hầu để có biện pháp xử lý kịp thời tránh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục cách ly và điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày cho các trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối. Ngành y tế khuyến cáo cho nhân dân khi có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở, không tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn. Các biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu có thể gây tử vong.
Theo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội, bệnh bạch cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, chủ yếu là lây truyền theo đường hô hấp do trực khuẩn bạch cầu gây nên. Thể bệnh hay gặp nhất của bệnh bạch cầu là ở đường hô hấp, mũi, họng, thanh quản, khí, phế quản, trong đó 70% là bạch hầu họng. Với thể bạch hầu họng, sau thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng như sốt nhẹ 37,5 đến 38 độ C, đau họng, khó chịu, sổ mũi, có thể lẫn máu. Khám họng có thể thấy họng hơi đỏ, amidan có điểm trắng mờ, sờ thấy hạch cổ nhỏ đi, di động, không đau. Sau khoảng 3 ngày bệnh, bước vào giai đoạn toàn phát với các triệu chứng điển hình nhất. Sốt tăng từ 38 đến 38,5 độ, nuốt đau, da xanh tái, mệt nhiều, sổ mũi nhiều, nước mũi trắng hoặc lẫn mũ, khám họng thấy giả mạc lan tràn ở một bên hoặc hai bên amidan, có thể lan trùng cả lưỡi gà và màng hầu, hạch vùng cổ sưng đau, phù nề, khi có dấu hiệu của bạch Burnett là dấu hiệu nặng. Giả mạc lan rộng có thể gây thở rít, tắc nghẽn, đường thở và suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, giả mạc hết nhanh trong vòng 1 đến 3 ngày, bệnh nhân hết sốt và hồi phục dần sau 2 đến 3 tuần. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người mắc bệnh bạch hầu có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Tắc đường hô hấp, vi khuẩn bạch cầu sẽ tạo lớp màng giả màu trắng do các lớp tế bào bị viêm tạo ra lớp màng mảng bám trong vòng họng. Nếu không điều trị, mảng bám sẽ lan ra lớp đường hô hấp gây ngạt thở, suy hô hấp cho người bệnh. Viêm cơ tim, độc tố bạch cầu có thể ảnh hưởng đến tim, gây rối loạn nhịp tim, suy tim và có thể tử vong. Tổn thương thần kinh dẫn đến tê liệt, độc tố bạch cầu cũng có thể gây ra các biến chứng tê liệt thần kinh, rối loạn chức năng bàng quang. Một số biến chứng khác có thể xảy ra với bệnh nhân bạch cầu là các vấn đề về dây thần kinh kiểm soát bàng quang, khiến bệnh nhân gặp các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, tiểu rắt, mất kiểm soát bàng quang. Tê liệt cơ hoành. Với người bệnh bạch hầu, cơ hoành có thể bị tê liệt rất đột ngột, kéo dài hơn nửa giờ hoặc lâu hơn. Nếu cơ hoành tê liệt ngừng hoạt động, người bệnh có nguy cơ tử vong. Suy hô hấp, viêm phổi. Ở tuần thứ 5 của bệnh có thể xảy ra biến chứng tê liệt các dây thần kinh, vận nhãn, cơ chi và liệt cơ hoành. Cơ hoành có vai trò quan trọng đối với hệ hô hấp, do đó nếu cơ hoành bị liệt hoàn toàn, triệu chứng khó thở sẽ biểu hiện thường xuyên hơn, thậm chí dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp. Tử vong. Với người mắc bệnh bạch cầu, ngay cả khi đã điều trị kịp thời vẫn có khoảng 1 trong 10 bệnh nhân tử vong. 5 khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu cũng lây qua đường hô hấp nên có biện pháp phòng bệnh tương tự như phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, chỉ cần tiêm chủng vaccine thì chắc chắn sẽ không bị nhiễm bạch hầu. Các ông bố bà mẹ nhớ đem con đi tiêm chủng đầy đủ để ngừa bệnh bạch hầu. Cần nhớ, tiêm vaccine đủ mũi, đúng lịch. Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt ở nơi dân cư đông đúc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Nó cũng có thể xuất hiện ở da, các mảng niêm mạc khác như kết mạc, mắt hoặc bộ phận sinh dục. Trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. Bệnh bạch hầu có thể dự phòng được bằng tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch. Khi phát hiện sớm, bệnh được điều trị khỏi bằng kháng sinh. Trước đây, bệnh lưu hành khá phổ biến ở các địa phương trên cả nước. Từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không được tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, mới đây, Cục Y tế Dự phòng đã khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt 5 biện pháp sau. 1. Đưa trẻ đi tiêm chủng, tiêm vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu, đủ mũi tiêm và đúng lịch. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể mũi họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. 4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 5. Người dân trong ổ dịch cần thực hiện nghiêm túc việc uống thuốc và tiêm phòng vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!